Đây là phương pháp hàn lít tích nha quý khách hàng nha. Nó làm cho hai miếng kim loại tự chảy ra với nhau, người ta gọi là hàn bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ. Rồi xong. Nó mời khách nhìn cái đường hàn của em nó, mình vừa hàn xong nè. Đây là phương pháp hàn lít tích. Mời khách nhìn nè. Đó, mình vừa hàn xong hai miếng inox lại với nhau rồi nè. Rất là chắc. Đây là phương pháp hàn mà nó rất là chắc chắn luôn đó quý khách. Chắc chắn lắm luôn á. Rồi xong ha. Giờ kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Nói Hàn Em Quyền nha. Lời đầu tiên cho phép mình cảm ơn rất là nhiều quý khách hàng đã thương mến, tin tưởng và đã đặt cái dòng máy mà mic que mini rất là thông minh, chỉ có chức năng hàn mic không dùng khí CO2, khí gông và chức năng hàn que. Thì mới ra cái video có một ngày thôi thì tất cả quý khách hàng ở khắp mọi nơi thì luôn luôn tin tưởng và cũng đã đặt hàng rất là nhiều. Thì lời đầu tiên cảm ơn tất cả quý khách hàng đã đặt và cũng như cảm ơn tất cả những quý khách hàng luôn luôn theo dõi cũng như là chưa có đặt hàng, tuy nhiên cũng đang trong quá trình cân nhắc, nghiên cứu để ủng hộ kênh Máy Hàn Em Quyền. Thì tiếp theo cái chuỗi video ngày hôm qua mình khui ra, mình review về dòng máy rất là đẹp này, dòng máy mic không sử dụng khí CO2, khí hạt gông và có chức năng hàn que. Thì hôm nay thể theo rất là yêu cầu của rất nhiều quý khách hàng là muốn là mình phải phô diễn tất cả những tính năng của em nó. Thì trong đó có chức năng đặc biệt là hàn que, là hàn gan, hàn que chịu lực cũng như là chức năng hàn tích. Bởi vì nhiều quý khách hàng hỏi hàn tích là gì, thì để đáp ứng những cái nhu cầu đó thì hôm nay mình sẽ làm một cái video trở lại nữa về những cái tính năng rất là đặc biệt trên cái con máy NB200 Tenja này ha quý khách hàng ha. Đây là dòng máy mới nhất mà trên thị trường mình dám khẳng định là không có một cái máy nào mà nó thiết kế đẹp và cũng như có nhiều cái tính năng như cái dòng máy mà mình đang phân phối này. Đó, hy vọng rằng sau video này tất cả quý khách hàng đã hiểu thêm hơn về một cái dòng máy thực sự mini và có giá trị thử sử dụng rất là cao, để cho mọi người cũng như tất cả những xưởng cơ khí cân nhắc cũng như những anh em thợ đầu tư để mình có một thiết bị vừa rẻ tiền, chứ để tránh là đầu tư những dòng máy quá mắc cũng như những dòng máy quá rẻ trên thị trường. Mắc thì cũng là con mua hàng que gắn motor, mà rẻ thì nó quá tệ với hết, mà nhiều người cứ ham rẻ hoặc là nghĩ rằng mắc là tốt thì cái nào cũng chết hết. Thì hôm nay là mình với tư cách là một cái người làm lâu năm trong ngành hàng, mình sẽ cố gắng, mình hy sinh, mình sẽ giải thích cặn kẽ về từng vấn đề của dòng máy này. Quý khách hàng ha, đây là một dòng máy thực sự là đúng là công nghệ mới, máy hàn mic không sử dụng khí, có chức năng hàn que và cũng như có chức năng hàn lít tích cũng như chức năng chống giật trên cái phần hàn que của máy NB200 này. Thì để tránh mất thời gian, mình sẽ đi vô lại, mình review lại từng tính năng của dòng máy này nha quý khách hàng nha. Bây giờ là mình sẽ cùng nhau theo dõi về cái chi tiết của con máy NB200 Tenja này. Đây là mình nhập về cách đây được có 3 ngày thôi. Đó, mời quý khách nhìn bên này. Và để không có mất thời gian dông dài thì mình sẽ review chi tiết trở lại bên trong con máy nó có những cái gì. Thì hôm nay mình khui ra. Đây là máy mini có model là NB200 đến từ thương hiệu Tenja. Đó, bây giờ bên trong của nó mình đã khui ra hết rồi, nhưng mà bây giờ mình review lại để cho một số quý khách hàng ngày hôm qua không theo dõi kịp trên kênh web, trên kênh Máy Hàn Em Quyền thì sẽ coi lại một lần nữa. Thì đây là máy cách đóng gói của nó. Đây là một bộ đuốc hàn máy hãng cho theo, một cuộn dây hàn không dùng khí 1 kg. Đây là kìm hàn kẹp mát. Rồi đây là máy được đóng gói chắc chắn như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lên mình cân luôn, tại ngày hôm qua mình chưa có cân, cho nên là hôm nay một số khách hàng yêu cầu là phải cân, thì mình sẽ cân cái máy này coi nó nặng như thế nào. Rồi mình bỏ lên cái cân. Đây, máy thì hiện giờ đang có trọng lượng bao nhiêu đây, 5 kg. Đó, một con máy rất là chắc chắn, mình bỏ mút ra đi nó không có đáng kể đâu. Đó, cũng vẫn là như vậy thôi, 5 kg. Mút này nó nhẹ tưng à,
vỏ mút ra đi nó không có đáng kể đâu. Đó. Cũng vẫn là như vậy thôi, 5 kg mút này nó nhẹ tưng à. Rồi. Bỏ cân 6 xuống. Và đây là máy của em đó. Rồi, khui bọc ra. Đây, mời quý khách chiêm ngưỡng nha. Đây. Cái nội cái vỏ không là nhìn là cái màu sơn là cũng đã thấy rất là có ấn tượng rồi, đúng không? Đúng không quý khách hàng ha? Sơn thì rất là cẩn thận. Sơn tĩnh điện đen mờ. Lớp vỏ cái sườn của nó rất là dày. Và cái cấu tạo của cái sườn nè, đây là nó cắt nhẹ một đường để cái cần khóa, khóa của cái nắp này đó, rất là đẹp đó. Đây là mặt bên hông sơn tĩnh điện cam bóng rất là đẹp. Mình sẽ nối cái đường này vô đường này đi. Nối đường dài đi. Đây, mình sẽ nối cái miếng này ở dạng dài đi. Đây là cái đường mình mới vừa hàng xong, mình quăng xuống nè để cho quý khách coi rõ nè. Cái mối hàng nó đẹp dữ lắm. Thấy như vậy chứ hàng không dùng khí nó đẹp lắm. Mình để đây cho quý khách coi. Bây giờ mình sẽ nối hai cái miếng này dày lại. Qua lít tích. Rồi mình bon đây. Mình hàng cái đường này nha quý khách hàng, mình bon điểm này nha. Rồi. Đeo kiến vô. Rồi, đây. Sẽ dỡ này, nâng này lên nè. Rồi, mình sẽ bon này lại nè. Rồi, mình đã bon được 2 điểm rồi ha. Mình bon thêm điểm thứ 3 đi. Đó, một con máy nhỏ nhưng mà nó rất khỏe khoắn. Mình để đây cho quý khách coi cái cách nó chạy dây luôn nè. Rồi bây giờ mình vô mình hàng đây nha. Vô. Đây là con máy mít NB200 con da. Nó có chức năng hàng que, hàng lít tích và hàng mít không dùng khí. Và trên màn hình là mình đang sử dụng cuộn dây mít E71T gạch GS không dùng khí nha quý khách hàng nha. Đó, mình đang nối cái hai cái miếng con dày 6 ly lại ở cái ngăn hàng mít không dùng khí. Đó, quý khách nào mà mua máy này về á, thực ra không có cần gắn cái cụp khí vô đâu. Gắn cụp khí vô rất là khó thấy đường. Đó, rồi, mình đã hàng xong một đường. Từ cái điểm bon 1 đến điểm bon 2 mình đã hàng xong hai quý khách. Rồi bây giờ mình tiếp tục hàng một cái điểm thứ 3, cái đoạn từ điểm bon thứ 2 đến điểm bon thứ 3. Rồi sau đó mình sẽ chuyển qua chức năng hàng lipstick nha. Đó, mời quý khách theo dõi, mình đang hàng thực tế trên con máy này và mình sẽ hàng tiếp một đường nữa cho quý khách coi nha. Con máy giá chỉ có 2.4 triệu thôi, nhưng mà nó bao gồm đầy đủ rất là nhiều chức năng có giá trị, vừa hút tích được vừa hút không dùng khí cho 2 kg và có thể làm những cái đồ công nghiệp nặng như thế này nè. Bây giờ mình đang cụ thể 6 ly dày như vậy mà máy nó chạy rất là khỏe, có thấy không? Rồi xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu chà ra cho quý khách thấy cái độ mạnh cũng như cái độ mà liên kết của con máy NB200 Tenja này nó như thế nào nha. Đây. Đó, đây là mình đang phát rất là trực tiếp để một số quý khách hàng hiểu được. Đây. Đây là cái đường hàng của nó, chà nhẹ nhàng ra, mối hàng rất là chắc chắn. Rồi xong. Rồi mình đã vừa thử lại một lần nữa cái con bên ngoài phía bên trái màn hình của quý khách hàng á, mình vừa thử phía bên trái ở phía dưới cái bàn là cái máy mít ở chức năng mít sử dụng không dùng khí trên cuộn dây 1 ly, và mình đã hoàn tất những cái đường hàng cơ bản trên sắt dày
dày này dày 6 ly. Đây là đường hàng đầu tiên nãy mình điều chỉnh cho quý khách coi nè. Đó, đây là trên con máy mít này. Đó, rất là đẹp, mối hàng nó chỉ cần lấy cái bàn chải mình chà nhẹ nhàng là nó sẽ ra nó đẹp vậy. Đó là đường thứ nhất. Rồi sau đó mình có hàng trên cái đường này nữa nè. Mình nối hai cái miếng lớn này lại nè, khách thấy không? Đây. Đó, đây là hai cái đường hàng mà mình nối lại bằng 3 điểm. Điểm bon thứ nhất, điểm bon thứ hai và điểm bon thứ ba thì mình hàng hai đường rồi. Rồi, bây giờ đây là con máy này, mình sẽ sử dụng chức năng liptic theo như yêu cầu ngày hôm qua mình đã lộ hàng thì rất nhiều quý khách hàng yêu cầu là hàng liptic. Thì liptic là gì? Thay vì một con máy hàng tích thì chúng ta phải nhấn cò thì nó sẽ phóng cái hồ quang xuống. Tích là gì? Tích là sử dụng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ. Thì cụ thể trên màn hình này mình sẽ bắt đầu sử dụng cái súng hàng tích mang điện cực âm. Đó, mình định nghĩa lại máy hàng tích nha. Máy hàng tích là máy hàng sử dụng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ. Và đặc biệt máy hàng tích là máy hàng tích sử dụng tích, nếu mà hàng sắt inox đồng là mình sử dụng tích DC trừ. Thì có nghĩa là gì? Là cây súng mình bây giờ đây là cây súng hàng tích liptic. Súng hàng liptic là nó có cái van ở đây. Lip có nghĩa là chạm nhẹ kim. Đó, quy trình hàng là mình chạm nhẹ kim lên vật liệu hàng, chạm nhẹ mình nhắc qua. Đó, thì lúc đó nó làm cho hai miếng inox tự chảy hòa quyện ra với nhau. Nó gọi là máy hàng điện cực không nóng chảy. Có nghĩa là gì? Cái kim hàng này nè, một chút xíu nữa nó sẽ không nóng chảy, mà nó chỉ có tác dụng làm cho hai miếng kim loại tự chảy ra với nhau. Và mang điện cực là điện cực âm, có nghĩa là tích DC trừ. Rồi bây giờ mình sẽ vô liền để không mất thời gian. Mình sẽ gắn cái súng hàng tích vào cực âm. Rồi đây là cái súng hàng tích, mình sẽ gắn cái súng tích vào cực âm. Mời các khách theo dõi nha. Đây. Rồi xong rồi đó. Và mình sẽ gắn cái kẹp mát vào cực dương. Đây là cái kẹp mát mình sẽ gắn vào cực dương. Súng hàng tích mình đã gắn vào cực âm nè. Rồi bây giờ kẹp mát mình sẽ gắn vào cực dương. Máy hàng tích là một phương pháp hàng sử dụng điện cực. Điện cực là cây kim hàng nè, không nóng chảy. Bởi vì nó là cây von ram, nhiệt độ nóng chảy của nó là trên 3700 độ C. Cho nên để mà chảy được cây von ram này, chúng ta phải cần tới trên 3700 độ C nó mới chảy ra được. Thì cho nên họ ứng dụng cái cây von ram này để sử dụng làm cái điện cực không nóng chảy trong cái máy hàng tích. Mà đặc biệt máy hàng tích trên con máy mít 2 NB200 Tenja này là phương pháp tích quẹt nha quý khách. Còn máy tích bình thường như mình thường biết á, là nó sẽ có một bộ phát cao tầng. Khi đó mình nhấn cò thì nó sẽ mồi hồ quang bằng cách để hở cái điện cực. Nhưng mà trong trường hợp này mình sẽ không có bộ phát cao tầng, cho nên để mồi được hồ quang thì cái kim hàng này nó sẽ phải chạm vô vật liệu hàng. Mời quý khách theo dõi cụ thể liền. Đó là những điều mình vừa nói thôi. Thì trong cái súng hàng tích nó sẽ có cấu tạo là một đường ống dẫn khí. Đường ống dẫn khí nó đi từ đây nè, quý khách thấy không, nó đi thẳng lên cái mỏ. Đó, mỏ nó đi, cái ống này nó đi thẳng lên cái mỏ. Và nó sẽ đi thẳng lên chai khí nè. Hiện giờ đó mình đang để một chai khí ngay đây nè, khí hạt gông nè quý khách. Đây, đây là cọng dây này, nó đang đi vô chai khí nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở khí ra. Có nghĩa là từ đây khí nó sẽ đi direct. Mình sẽ mở khí ra và khí nó sẽ đi direct từ trên cái chai. Nó đi theo cái đường này, nó lên cái mỏ trên. Và bây giờ mình sẽ điều khiển khí, đóng mở khí bằng cái van đây nè. Mình sẽ đóng mở khí bằng cái van này. Đây, khách theo dõi này nha. Mình chỉ cần dặn là khí nó sẽ lên nè. Đó, khi mình mở van là khí trong ống thủy này nó sẽ chạy lên nè. Mình khóa lại nè. Mở khí nè. Khóa khí nè. Đó, thì bằng cách hàn được thì mình sẽ chạm nhẹ cái kim hàng lên vật liệu hàng và nó sẽ tạo ra hồ quang để nó làm cho hai miếng inox chảy ra với nhau. Để tránh mất thời gian mình sẽ vô ngay liền bây giờ. Rồi bắt đầu mình mở khí ra. Chức năng liptic mình đã mở rồi ha. Dòng hàng là mình chỉnh 95A và mình nối hai miếng inox này lại. Đầu tiên để hàng được nó thì mình phải bon nó nha khách. Mình bon một điểm này cho hai này dính lại với nhau nha. Đặt cái kim 45 độ vô cái điểm cần hàng mà mình lắc nhẹ nhàng nó sẽ tạo ra hồ quang. Đây. Rồi, nó đã tạo ra cái điểm nối thứ nhất rồi, các bạn thấy không?
Đó, mình đã bon được một điểm thứ nhất rồi nè. Rồi bắt đầu tối xuống rồi. Đó, mình đã bon điểm thứ nhất rồi. Giờ mình sẽ bon điểm thứ hai vào mà. Tại nếu mình không bon mình đi tới nữa đó thì nó sẽ bị nhiệt á, nó sẽ làm mối hàn này nó hở ra. Rồi bây giờ mình khóa điểm thứ hai. Khóa điểm thứ hai nha quý khách hàng nha. Đây, vô nè. Đặt nhẹ kim vô góc 45 độ mình hàn nè. Đó. Rồi, điểm thứ hai. Xong. Đây là vô phương pháp hàn lip tích liền nha. Vô. Đi từ bên này qua đi. Vô. Đây là phương pháp hàn lip tích nha quý khách hàng nha. Nó làm cho hai miếng kim loại tự chảy ra với nhau, nên người ta gọi là hàn bằng điện cực không nóng chảy trong môi trường khí trơ bảo vệ. Rồi xong. Nó mời khách nhìn cái đường hàn của em nó, mình vừa hàn xong nè. Đây là phương pháp hàn lip tích. Mời khách nhìn nè. Đó, mình vừa hàn xong hai miếng inox lại với nhau rồi nè. Rất là chắc. Đây là phương pháp hàn mà nó rất là chắc chắn luôn đó quý khách. Chắc chắn lắm luôn á. Rồi xong ha. Đây. Đây là phương pháp hàn tích có đắp lót nè. Đó, đây là phương pháp hàn tích có đắp lót nè. Đó, mình chỉ di chuyển cái mỏ tới là mình đắp cái lót vô. Nếu mà hai cái miếng inox nó liền lạc á là mình sẽ xài phương pháp đắp như vậy. Đó. Cứ di chuyển mỏ tới cho hồ quang vô, di chuyển mỏ tới đắp cái lót vô. Đó, đây là phương pháp hàn tích quẹt nha quý khách hàng nha. Rồi xong. Rồi xong. Đó, đây là đường hàn tích quẹt mình vừa đắp rót xong nè. Các khách nhìn là rất là đẹp. Cái đường bên kia là nãy do nó hở quá mình đắp mà mình phải quất kinh cái cấp mới đúng. Cái đường đắp rót đúng của nó phải là đường này. Giờ nó vẫn còn nóng hổi à. Rồi thôi kệ, trong video này mình làm nó hơi trời, nó hơi bị tối nè. Bóng của mình nó nằm dưới đây nè. Thấy bóng không? Rồi mong quý khách vô cùng thông cảm nha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi hết cái video này. Đó, có thấy gì đâu. Thấy hù luôn. Giờ vẫn còn nóng nè. Cái đường đắp rốt của mình vừa đắp xong rồi quý khách. Rồi thôi. Hết cách rồi. Rồi một lần nữa cảm ơn quý khách hàng rất nhiều đã theo dõi hết video nha. Quý khách hàng nào có thương ghét yêu mến gì cũng nhớ nhấn nút đăng ký kênh. Nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mình post lên hàng ngày nha quý khách hàng nha. Rồi xin thân ái chào tạm biệt.